Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua mang thương hiệu của Pháp, châu Pích. Chiếc xe này cực mới các bác nhé, em đánh giá trên 95%. Xe được trang bị khung nhôm bằng carbon. Đây là một thương hiệu, một chiếc xe đua mang thương hiệu châu Pích, bán rất chạy tại hưởng em, châu Pích Mi Madrid. Vâng, giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu xanh trắng các bạn nhé. Em đánh giá chiếc xe trên 95%. Nước sơn, tất cả nước sơn đều nguyên bản. Xe về rất là mới. Cả đồ đều, đồ trên xe đều nguyên zin. Châu Pích Madrid các bạn nhé. Đây là một mẫu dòng xe đua cao cấp của thương hiệu Pháp. Em cũng về được một số xe rồi, nó bán rất là chạy. Dòng châu Pích Cao Yên của nguyên zin của châu Pích. Yên thì rất là mới các bạn nhé, các bạn có thể thấy đây. Yên châu Pích Yên ra. Vẫn là GMC cao cấp. Chiếc xe đua cao cấp thường là xe bị dây ông sườn. Thì bên dưới đây có chữ châu Pích. Còn như các bác thấy đùi đĩa còn rất là mới nhé. Phía bên trên đây thì ghi đông cổ Ford nguyên bản nguyên zin của châu Pích. Các bác thấy tất cả đều có chữ logo của châu Pích, logo chữ T các bác nhé. Đây, đây là tất cả đều của châu Pích. Cổ tay quấn còn rất là mới. Phía đầu xe đây có chữ T, chữ T của hãng. Có bộ phanh ba mảnh càng carbon, có carbon nữa nhé. Chiếc xe thường trang bị bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora. Đây là tay lắc bên lip. Sora các bạn nhé, nguyên bộ của lúc Sora. Mayo ở Novatec. Đây giới thiệu đây. Bộ vành của châu Pích nguyên zin theo xe. Thôi, em sắp quay thông số lốp. x 23C. Đây là lốp thông dụng của dòng xe đua các bác nhé. Gà đĩa của Shimano Sora nguyên bản theo xe. Đùi đĩa của Yamaha. Đùi đĩa nhôm. Đĩa rất là cao cấp các bạn. Yamaha. Trên khung xe có ghi chiều cao xay đứng là 47. Khung alloy 6061, khung siêu nhẹ. Và như dòng châu Pích thông thường thì trên khung này đều có chữ ký của nhà sản xuất các bác nhé. 6061, size 47. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7 thì đi vừa xe này. Size trung bình. Cụ đề cao cấp của Shimano Sora.
đồng bộ theo xe. Với chiếc xe được sử dụng nguyên bộ group của Simono Sora. Đây là bộ vành sau chống bích và mai ương của Novatec, tất cả đồng bộ các bác nhé, không like món nào. Sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe hoạt động. Vâng, được xe được sử dụng 9 tầng lip, trang bị 9 tầng lip và 2 đĩa. Xe 18 tốc độ. Chuyển số chiếc xe này rất là tốt các bác nhé. Còn như rất ít một lỗi nhỏ nào với chiếc xe này. Xe đến từ thương hiệu Pháp. Trên tay phải vào đây đùi đĩa 2 tầng của Lada. Đến đĩa, xuống đĩa. Gạt đĩa của Simono Sora. Rất tốt, cánh quay rất là bò. Vâng, và vừa review xong chiếc xe mang thương hiệu của Pháp, Chopic Madrid, một chiếc xe đua được sử dụng nguyên bộ cấu hình của Simono Sora, đùi đĩa FSA càng carbon, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng một năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.